những thời gian thật thư giãn thoải mái cùng với chúng tôi. Đừng quên hãy ủng hộ bằng cách đăng ký kênh cũng như ấn vào quả chuông thông báo bên cạnh để không bỏ lỡ bất cứ tin tức nào. Còn bây giờ, hãy quay lại với những thông tin hot nhất trong ngày. Dàn sau Việt đỏ sắc trên thảm đỏ Mai Vàng 2019, Linh Dương Lan Ngọc, Nhật Kim Anh, Hé Hậu Thùy Vân đều chọn những chiếc váy đẹp nhất để khoe sắc trên thảm đỏ Mai Vàng 2019. Vừa qua 8 tháng 1, lễ trao giải Mai Vàng 2019 chính thức diễn ra tại nhà hát thành phố. Ngay từ sớm trên thảm đỏ đã có rất đông anh chị em nghệ sĩ có mặt, ai nấy đều lựa chọn cho mình những bộ cánh quyến rũ nhất thu hút sự chú ý của tất cả mọi người. Có mặt từ sớm, diễn viên Linh Dương Lan Ngọc thu hút sự chú ý khi diện bộ váy màu vàng cùng bộ trang sức đắt tiền. Nhật Kim Anh diện bộ váy khoe vòng một quyến rũ. Được biết năm nay cô được đề cử trong giải Mai Vàng với vai diễn Thị Bình trong phim Tiếng Sét Trong Mưa. Á hậu Thúy Vân đảm nhận vai trò MC. Năm nay tại lễ trao giải Mai Vàng 2019 Á hậu 2 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam, Thúy Vân được ban tổ chức lựa chọn làm người dẫn chương trình. Đây được xem là một trong những niềm tự hào của nàng hậu. Được biết những ngày qua Thúy Vân tích cực ôn tập để có thể hoàn thành tốt vai trò của mình. Á hậu Thúy Vân diện bộ váy màu tím khoe được vẻ đẹp quyến rũ. Nô Phước Thịnh được bảo vệ, Chi Bảo tình tứ bên bạn gái. Có mặt khá trễ, Nô Phước Thịnh nhanh chóng được an ninh đưa vào trong khán phòng để tham dự chương trình. Chi Bảo tình tứ với bạn gái mới trên thảm đỏ. Vợ chồng Lâm Vĩ Dạ, Hứa Minh Đạt diện áo dài, khoe sắc trên thảm đỏ. Được biết nữ diễn viên có tên trong bảng đề cử vừa qua. Diễn viên Quang Trung nam tính khi diện vest. Ngô Kiến Huy vui mừng khi biết mình vừa giành được giải Mai Vàng 2019 với MV được yêu thích nhất truyền Thái Y. Nguyên Vũ sánh đôi cùng Á hậu Hoàng Hạnh. Bộ đôi Lãnh Thanh và Gia Huy. Diễn viên Trương Ngọc Ánh lẻ bóng một mình. Được biết vừa qua 10 hạng mục còn lại sẽ được công bố tại giải trao giải Mai Vàng lần thứ 25. Những anh chị em nghệ sĩ sẽ mang Mai Vàng về đây, hãy cùng chào đón. Trước đó, ban tổ chức giải Mai Vàng 2019 chính thức công bố 5 hạng mục chiến thắng đầu tiên, ca khúc được yêu thích nhất Để Mị Nói Cho Mà Nghe của nữ ca sĩ Hoàng Thùy Linh, MV được yêu thích nhất truyền Thái Y ca sĩ Ngô Kiến Huy, phở diễn sân khấu được yêu thích nhất Chuyện Tình Khâu Vai của đạo diễn nghệ sĩ nhân dân Trung Kiên, bộ phim được yêu thích nhất Về Nhà Đi Con, chương trình truyền hình được yêu thích nhất Ký Ức Vui Vẻ.